Xin chào các bạn. Hóa chất sodium dichromate là gì? Hữu dụng của hóa chất này trong cuộc sống như thế nào? Những lưu ý khi bảo quản và sử dụng. Tất cả sẽ được Vietchem giải đáp toàn bộ trong video này. Cũng như gợi ý tới các bạn một địa chỉ mua hàng uy tín, tin cậy, chất lượng luôn đảm bảo, giá thành luôn ở mức tốt nhất. Những điều cần biết về hóa chất sodium dichromate. 1. Hóa chất sodium dichromate là gì? Sodium dichromate hay còn được biết đến với cái tên natri dichromate, thường tồn tại ở dạng ngậm nước, là hợp chất muối vô cơ, dạng tinh thể màu đỏ cam, không mùi, độc, hòa tan trong nước, trong methanol, ethanol. Công thức hóa học Na2CR2O7-2H2O. Hóa chất sodium dichromate có rất nhiều ứng dụng cho cuộc sống. Hiện nay, Vietchem đang cung cấp hóa chất này cho nhiều đối tác và khách hàng lớn trong nước như Samsung, Meiko, EVN. 2. Những ứng dụng của hóa chất sodium dichromate trong cuộc sống. Là một trong những hóa chất cơ bản được sản xuất với số lượng hàng triệu tấn mỗi năm, sodium dichromate được sử dụng phổ biến trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất quan trọng như in ấn, dệt nhuộm, xi mạ, khai khoáng, vật liệu nổ, hóa chất bảo quản. Natri dichromate được sử dụng làm nguyên liệu trung gian trong sản xuất kim loại chrome và các muối chromat. Sodium dichromate là một nguyên liệu quan trọng đối với ngành sản xuất gốm sứ, thủy tinh. Nó giúp tăng cường độ sáng cho thủy tinh và tham gia vào quá trình hình thành màu men cho gốm sứ. Với ngành công nghiệp in ấn, thuộc ra sodium dichromate được dùng để giúp ổn định chất lượng mực in, màu sắc trên vải. Là một chất chống oxy hóa tốt nên natri dichromate được sử dụng làm chất bảo quản gỗ và kim loại. Natri dichromate là một hóa chất gây nổ, tạo hiệu ứng màu sắc đẹp, bắt mắt nên nó được dùng trong sản xuất pháo hoa. 3. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản hóa chất sodium dichromate. Bảo quản sodium dichromate ở nơi an toàn, thoáng mát, tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao. Khi tiếp xúc, cần mang đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, gồm quần áo bảo hộ, mặt nạ, găng tay, giày hoặc ủng. Năm 2022, Vietchem vinh dự đạt giải thưởng top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á và top 10 thương hiệu nổi tiếng uy tín đất Việt. Hiện nay, kho hóa chất của Vietchem với diện tích hơn 70.000 m², đáp ứng được các tiêu chí về an toàn lưu trữ, được giám sát theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 14001-2015, đảm bảo hóa chất được bảo quản an toàn, chất lượng luôn mức tốt nhất. Vietchem hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0826 010 010 hoặc truy cập vào trang web vietchem.com.vn.